Xin kính chào quý nhà đầu tư và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Easy Signal. Trong video này, mình sẽ gửi tới mọi người nhận định cá nhân của mình với thị trường vàng, dầu, Bitcoin trong tuần tới. Trước khi bắt đầu, mình có một vài lưu ý muốn chia sẻ lại với mọi người như sau. Easy Signal phục vụ mục đích giáo dục, chia sẻ kiến thức, thông tin về thị trường và tham khảo nguồn tín hiệu. Hiển nhiên, đây không phải lời mời đầu tư, lời tư vấn tài chính hay lời rủ rê lôi kéo các bạn tham gia vào thị trường rủi ro và mạo hiểm này. Và việc thứ hai là những nhận định, những chiến lược mà mình chia sẻ trong video này là quan điểm đầu tư của cá nhân mình. Vì vậy anh chị em chúng ta có thể cân nhắc tham khảo nhé. Cuối cùng, những ai chưa đăng ký kênh thì mọi người cho mình xin một follow, nhớ ấn vào quả chuông để nhận những thông tin mới nhất từ channel Easy Signal nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đến với tiêu điểm thị trường trong tuần tới, tuần giao dịch từ ngày 26 tới ngày 30 tháng 8. Vào ngày thứ hai, vào lúc 19:30, Hoa Kỳ sẽ công bố đơn đặt hàng hóa lâu bền. Hàng hóa lâu bền là những hàng hóa có độ bền trên 3 năm. Sang ngày thứ ba, chúng ta sẽ có thông tin là niềm tin tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị CB sẽ được lên lịch công bố vào lúc 21 giờ. Bước sang ngày thứ tư, chúng ta sẽ không có thông tin gì quan trọng liên quan đến đồng đô la Mỹ, ngoại trừ thông tin dự trữ dầu thô sẽ được công bố vào lúc 21:30. Thông tin này thì chỉ ảnh hưởng đến giá dầu thôi, vì vậy những anh chị em nào chơi dầu thì chúng ta lưu ý nhé. Bước sang ngày thứ năm, vào lúc 19:30, rất nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được lên lịch công bố. Như thường lệ thì Hoa Kỳ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Cùng lúc đó thì tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 2 cũng được lên lịch công bố. GDP là chỉ số đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Đối với một quốc gia thì chỉ số GDP có ý nghĩa rất lớn. Thông qua GDP chúng ta có thể biết được nền kinh tế đó đang tăng trưởng tốt hay chững lại, vì tất cả chỉ số kinh tế cuối cùng đều được đánh giá bằng GDP. Hiện tại GDP quý 2 dự báo tăng từ mốc 1,4% lên mốc 2,8%. Như vậy nếu các dữ liệu thực tế mà công bố đúng như dự báo thì có khả năng là vàng sẽ có nhịp điều chỉnh. Và sau đó vào lúc 21 giờ thì doanh số nhà chờ bán cũng sẽ được lên lịch công bố. Bước sang ngày thứ 6, phiên giao dịch cuối tuần, chúng ta sẽ cùng đón nhận thông tin rất mạnh, đó là chỉ số giá PCE cốt lõi. Chỉ số này đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng thu mua với mục đích tiêu dùng, ngoại trừ giá thực phẩm và năng lượng. Nó sẽ đo lường mức độ chi tiêu hàng tháng của người tiêu dùng Mỹ, mà chi tiêu tiêu dùng cá nhân thì chiếm tới 70% GDP của Mỹ. Vì vậy đây sẽ là một thông tin cực kỳ quan trọng và là một thước đo lạm phát yêu thích của Fed. Sau đó vào lúc 20:45, chỉ số PMI của bang Chicago sẽ được công bố. Và cuối cùng, 21 giờ là kỳ vọng lạm phát và tâm lý tiêu dùng của đồng Michigan. Như vậy, tuần tới, dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ tập trung vào thứ 5 và thứ 6. Và mình sẽ mở live stream thực chiến Scat Vàng vào 19 giờ tối thứ 5, thực chiến GDP, và 19 giờ tối ngày thứ 6, thực chiến PCE để đồng hành cùng tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Và trước tiên, chúng ta sẽ đến với biểu đồ của DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trên biểu đồ tuần, chỉ số đồng đô la Mỹ đã tiếp tục đà lao dốc khi rơi về mốc 100,6 điểm, giảm tới 0,82% so với phiên trước. Trong vòng 5 ngày qua, chỉ số DXY đã mất đi khoảng 1,74%. Đồng đô la Mỹ giảm mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell đưa ra những tín hiệu rõ ràng rằng đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ vốn đã được mong đợi từ lâu sẽ diễn ra vào tháng tới. Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Hội nghị Kinh tế Jackson Hole, Powell cho biết đã đến lúc phải điều chỉnh chính sách, vì rủi ro đối với lạm phát tăng đã giảm và rủi ro việc làm giảm đã tăng lên. Powell nhấn mạnh, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ một thị trường lao động mạnh mẽ khi chúng tôi đạt được tiến triển hơn nữa hướng tới sự ổn định giá cả. Với việc cắt giảm lãi suất một cách thích hợp, có lý do chính đáng để nghĩ rằng nền kinh tế sẽ quay trở lại mức lạm phát 2% trong khi vẫn duy trì một thị trường lao động mạnh mẽ. Các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17, ngày 18 tháng 9 của Fed, đưa tỷ lệ cược lên 65% sau những phát biểu của Chủ tịch Powell. Từ góc độ kỹ thuật trên khung tuần, DXY đóng cửa tuần vừa rồi là một cây nến Marble dự giảm với thân nến lớn và gần như không có bóng nến, cho thấy áp lực bán đang rất mạnh mẽ. Biểu đồ histogram âm và đang dốc dần, chỉ số RSI đã tiến xuống dưới vùng siêu bán, cho thấy áp lực bán đang áp đảo hoàn toàn so với áp lực mua. Nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ 100.6, phe bán sẽ tiếp tục đẩy giá xuống mốc hỗ trợ liền kề ở quanh ngưỡng 99.7. Trên biểu đồ ngày, xu hiện tại của DXY đang là xuống downtrend, giá đã chính thức gãy khỏi trend line tăng giá, mở rộng đà giảm xuống dưới ngưỡng 100.6. Các đường EMA đều đang trúc xuống dưới cho thấy áp lực bán tháo mạnh mẽ. Hiện tại thì DXY vẫn đang được giữ bởi vùng hỗ trợ 100.6 điểm. Chỉ số RSI đã bước vào vùng quá bán, kỳ vọng là DXY sẽ có nhịp phục hồi. Trên biểu đồ H4, xuống hiện tại của DXY cũng là xuống giảm, đồng thuận với khung thời gian ngày, giá nằm hoàn toàn dưới các đường EMA. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đã rơi vào vùng quá bán, khả năng là DXY có thể giảm thêm một nhịp, test lại đường trendline giảm giá màu xanh này ở quanh khu vực 100.4-100.5 điểm. Tới đây thì mình kỳ vọng là DXY sẽ có sự phục hồi lên lại các đường EMA phía trên này ở quanh ngưỡng 101.2 điểm.
Nếu phá qua giao cắt các đường MA, DXY có triển vọng mở rộng đà phục hồi đi lên test lại trendline ở quanh ngưỡng 102.2. Đây sẽ là những vùng kháng cự mà DXY có thể sẽ tìm về trước khi tiếp tục đà giảm theo xuồng lớn. Tiếp theo là vàng. Trong tuần giao dịch vừa qua, giá vàng liên tục dậy sóng khi tăng lên mốc đỉnh lịch sử ở ngưỡng 2.531 đô la Mỹ trên một ounce. Sau đó có thời điểm giảm xuống chỉ còn 2.470 đô la Mỹ trên một ounce, rồi lại tăng mạnh lên tới 2.520 đô la Mỹ. Biên độ dao động rất mạnh, gần 60 giá. Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ sẵn sàng cắt giảm đợt lãi suất đầu tiên vào tháng 9 tới, với mức cắt giảm đầu tiên là 0,25 điểm phần trăm. Thậm chí là một số dự báo cho rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất nhiều hơn, lên tới 0,5 điểm phần trăm trong lần đầu tiên. Giá vàng đã nhảy vọt trở lại vượt ngưỡng 2.500 đô la Mỹ trên một ounce, rồi đóng cửa trên mức 2.512.4. Từ góc độ kỹ thuật trên khung tuần, vàng đóng cửa hình thành một cây nến doji thiên hướng tăng, cho thấy đà tăng đang có dấu hiệu chững lại cùng với sự giằng co tranh chấp của thị trường. Trên biểu đồ ngày, về mặt kỹ thuật thì giá vàng vẫn đang trong xuống tăng, giá được hỗ trợ tốt bởi đường MA10. Vàng sau khi thiết lập ATH ở ngưỡng 2.531 đã có nhịp giảm về dưới mức 2.470 đô la và phục hồi tăng trở lại. Diễn biến này cho thấy khả năng đảo ngược tiếp tục xu hướng tăng giá. Trên biểu đồ H4, hiện tại thì giá vàng đang di chuyển trong kênh tăng giá song song với cấu trúc đỉnh đáy cao dần. Biểu đồ histogram đã mọc dương trở lại. Chỉ số sức mạnh tương đối đột ai đang hướng lên trên, phản ánh sự hiện diện của áp lực tăng giá với nhiều không gian để tăng cao hơn trước khi báo hiệu tình trạng mua quá mức hoặc sự mệt mỏi của phe mua. Vì vậy, giá có thể tiếp tục đi theo quỹ đạo tăng. Nếu vượt qua mốc lịch sử ở 2.531, vàng có thể chinh phục mốc cao hơn ở quanh mốc 2.555, biên trên của kênh tăng giá song song. Trên biểu đồ M30, xuồng ngắn hạn của vàng cũng là xuồng tăng đồng thuận với khung thời gian H4. Chỉ số RSI đang hướng lên trên vùng khóa mua. Với phân tích về DXY sẽ giảm thêm một nhịp, khả năng là vàng sẽ tăng thêm một nhịp, đi lên kiểm tra vùng kháng cự liền kề ở quanh ngưỡng 2.515-2.518. Nếu vàng tiếp cận vùng kháng cự này và xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh bán ăn nhịp điều chỉnh xuống với vàng. Với kỳ vọng vàng sẽ hướng đà giảm xuống vùng hỗ trợ liền kề ở quanh ngưỡng 2.495-2.500 trong nhịp này. Nếu đủ sức xuyên thủng vùng hỗ trợ này, vàng có triển vọng điều chỉnh sâu hơn xuống cạnh dưới của kênh tăng giá song song, án ngữ quanh khu vực 2.482-2.485. Đây sẽ là những vùng hỗ trợ tiềm năng các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cội canh mua lên với vàng. Trên đây là quan điểm cá nhân của mình với vàng, mọi người có thể cân nhắc tham khảo. Mình không dự đoán 100% xuống của vàng sẽ phải đi như mình nói, vì mình không phải là nhà đạo lập thị trường và không quyết định xu hướng của thị trường. Mình chỉ đưa ra tất cả kịch bản có thể xảy ra với vàng trên góc nhìn phân tích kỹ thuật của mình để các bạn có thể tham khảo. Quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải bám sát với thị trường. Ngoài kế hoạch tuần thì mọi người có thể theo dõi các video nhận định hàng ngày của mình trên kênh Easy Signal để có chiến lược giao dịch và định hướng sát hơn. Với những anh chị em nào giao dịch lướt sóng thì có thể đồng hành cùng mình trên nhóm VIP Easy Signal nhé. Tiếp theo là dầu thô WTI. Giá dầu thô WTI dường như đã ngừng phản ứng với việc giảm bớt lo ngại về nguồn cung vì tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông vào đầu tuần này đã gây khó khăn cho giá dầu. Một vòng căng thẳng địa chính trị mới có thể tạo ra tiềm năng tăng giá của dầu khi các nhà giao dịch chuyển sự tập trung trở lại vào mối lo ngại về sản lượng trong khu vực. Mặt khác, sức mạnh tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ trong năm tính đến tháng 3 có thể yếu hơn nhiều so với báo cáo trước đó, cho thấy quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới đang mất đà. Vào thứ tư tuần trước, mình có làm một video nhận định xuống giá dầu. Trong đó thì mình có cho mọi người chiến lược sell dầu quanh khu vực 74.5 và buy dầu quanh khu vực 72.5. Thì như mọi người thấy là cả hai chiến lược này đều đã có lợi nhuận cực kỳ tốt khi dầu có nhịp giảm xuống dưới ngưỡng 72.5 và bật tăng lên gần mốc 76 đô. Riêng chiến lược buy chúng ta đã ăn đậm hơn 300 pip dầu. Trên biểu đồ H4, dầu sau khi chạm đáy cục bộ ở quanh ngưỡng 72.5 đã phục hồi mạnh mẽ, vượt qua ngưỡng kháng cự 74 đô, thử nghiệm lên mốc 75.9 đô. Biểu đồ histogram đang dương và đang dốc dần, cho thấy áp lực mua đang gia tăng trong ngắn hạn, phe mua đang chiếm thế thượng phong. Kiểm tra với Fibo, kéo Fibo thì chúng ta thấy là dầu đã phá qua Fibo 0.382. Mục tiêu tiếp theo mà dầu có thể hướng tới là mốc Fibo 50%, án ngữ quanh khu vực 76.4 và cao hơn là mốc Fibo 0.618, án ngữ quanh khu vực 77.3. Trên biểu đồ H1, xuống hiện tại của dầu đang là xuống tăng, đồng thuận với khung thời gian H4, giá được hỗ trợ bởi các đường MA. Biểu đồ histogram dương nhưng đang ngắn dần, cho thấy áp lực mua đang suy yếu trong ngắn hạn. Chỉ số RSI đã tiến lên vùng siêu mua, khả năng là dầu có thể tăng thêm một nhịp lên vùng kháng cự liên kề quanh ngưỡng 76.4 đến 76.7, sau đó sẽ có nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi tiếp tục đà phục hồi đi lên. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh bán nhỏ ăn nhịp điều chỉnh ở quanh khu vực 76.4 đến 76.7 trong nhịp này, với kỳ vọng dầu sẽ hồi xuống MA20, án ngữ quanh khu vực 74.8 trong nhịp này.
Với chiến lược mua thì vùng hỗ trợ gần nhất hợp lưu với đỉnh cũ giá đã phá qua, án ngữ quanh khu vực 74.3 đến 74.6, có thể cân nhắc canh mua lên với dầu nếu dầu tiếp cận vùng hỗ trợ này và xuất hiện các tín hiệu đảo chiều. Với chiến lược này có thể cân nhắc dừng lỗ dưới mốc 73.5. Cuối cùng là Bitcoin. Bitcoin đã mở rộng đà tăng lên mốc 65.000 và có vẻ như phe bò hiện đã sẵn sàng đẩy giá lên cao hơn. Tài sản rủi ro đã nhận được sự thúc đẩy sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang ông Powell xác nhận trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Jackson Hole. Ông cho rằng lãi suất sẽ bắt đầu giảm. Tuy nhiên thì Powell đã kiềm chế không cam kết về thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất. Từ góc độ kỹ thuật trên khung ngày, Bitcoin vẫn bị kẹt trong phạm vi lớn của mô hình tam giác mở rộng. Sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 49.000, Bitcoin đã phục hồi mạnh mẽ lên trên mốc 65.000, ghi nhận nỗ lực to lớn của phe bò. Biểu đồ histogram đang dương và đang dốc lên, cho thấy áp lực mua đang gia tăng. Nếu vượt qua mốc 65.000, Bitcoin sẽ tiếp tục hướng đà tăng lên biên trên của mô hình ở quanh ngưỡng 69.600 đến 69.900 trong nhịp này. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh bán ăn nhịp điều chỉnh xuống với Bitcoin nếu giá tiếp cận vùng kháng cự này và xuất hiện các tín hiệu đảo chiều. Với chiến lược này có thể cân nhắc dừng lỗ ở trên mốc 71.000 và chốt lời quanh khu vực 65.000. Trên đây là toàn bộ nhận định và ý kiến cá nhân của mình với vàng, dầu, Bitcoin. Hy vọng là mình đã cung cấp những thông tin hữu ích dành cho quý nhà đầu tư và tất cả các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy là những nhận định này cần góp ý gì thêm thì rất là mong các bạn có thể bình luận ở phía dưới cho mình biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Easy Signal.